và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đi. Em là tin thật đông lạnh trong có phải một mơ khi hai mình mong về lâu đài, đó là lời anh ước với tương lai hai ta sau này, có nụ hồng không phải feel lonely after midnight. Vô lý nên sau kiên cài, tại vô lý nên phải sau kiên khải. Vô lý. Thông minh không cần đắc co, hoa sinh trưng lên đưa anh làm voi cho. Anh không muốn nghe hay từ thôi mà. Hãy subscribe.